Kênh đang là TK Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến trở lại với nhà vườn Phát Đạt, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Phát Đạt. Rồi, con xin chào cô chú các bác anh chị đang xem kênh đang là TK nha. Thì hôm nay cháu có tiếp tục về được một số phôi như là trang đỏ lá nhỏ, trang cam lá nhỏ và trang vàng lá nhỏ, trong đó có 13 phôi chiếu thủy trung nu mặt khỉ của chú và 5 cây nguyệt quế tàn, mong được phục vụ cùng cô chú các bác anh chị nha. Thì cô chú có xem kênh thì nhớ ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho bãi kiển con, chân thành cảm ơn rất nhiều cô chú. Điện thoại của con là 0939707168, số thứ hai là 0939666045, hai số đều là Zalo hết nha cô chú. Cô chú có điện số này không được thì điện qua số khác con nghe, nhiều khi khách đang điện tới á. Rồi con không làm mất thời gian, con vô mã số 1 ha. Mã số 1 thì là trang đỏ lá nhỏ cô chú. Cái này là combo một cặp nha cô chú. Đó, trang đỏ lá nhỏ ha. Con lên được có 5 cặp trang đỏ lá nhỏ ha nha cô chú. Cặp nào cũng có củ hết ha. Đó, củ rất là to luôn. Trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ. Lấy anh mượn cái ghế kia. Rồi con hạo cho một cây đó ha. Một cây là 19 ha, chiều cao. Rồi tổng nguyên cái cụm là 27 nha cô chú. 27 ha. Đó, cây nào cũng có củ hết trơn ha. Rồi cặp mã số 1 con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 550.000 nha. Con bao phí ship ha. Rồi con xin phép xuống cây. Xuống cây. Rồi tiếp theo là cặp mã số 2 ha. Đó, con bán này là theo cặp nha cô chú. Con bao phí ship cho cô chú tới nhà ha. Đó, cặp mã số 2. Trang đỏ lá nhỏ nha cô chú. Đó, cặp mã số 2. Những cây có củ khá là to ha cô chú. Củ to lắm. Chiều cao là 18. Hảo một cây đó nghe cô chú. Tổng củ là 18 luôn ha. Đó. Rồi cặp mã số 2 có giá là 450.000, con bao phí ship ha. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo là cặp mã số 3. Tiếp theo là cặp mã số 3 nha cô chú. Đó, tiếp theo là cặp mã số 3 ha. Rồi tiếp theo là cặp mã số 3 nha cô chú. Cặp mã số 3, trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 17 ha. Tổng tại vị trí này là được 24 nha cô chú. Đây. Đó. Cái cây này con xin phép đo nguyên cụm gì ha. Rồi mã số 3 này có giá là 450.000 luôn. Không bao phí ship ha. Tiếp theo là cặp mã số 4 ha. Tiếp theo là cặp mã số 4. Đó. Rất là đẹp ha cô chú. Cặp mã số 4 nha cô chú. Trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi con xin phép con đo. Chiều cao là được 18 ha. Những cây có củ khá là to ha cô chú. Rồi tổng tại vị trí này được 23, mà tại vì nó cắn con tính 21 ha cô chú. Đó, nó bị cắn cái cọng rễ này ha. Rồi con tính 21 ha. Rồi cặp mã số 4 có giá là 550.000 nha cô chú. Con bao phí ship, trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi tiếp theo là cặp mã số 5, con có 6 cặp hả? Nãy tưởng 5 cặp, nói 5 cặp à. Rồi 6 cặp nha cô chú, con có 6 cặp trang đỏ lá nhỏ ha. Đó. Rồi con xin phép đo chiều cao. 22 chiều cao ha. Rồi tại vị trí này được 15 nha cô chú. 15 ha. Trang đỏ lá nhỏ, rồi cặp trang đỏ lá nhỏ mã số 5 này có giá là 300.000, con bao phí ship ha. 300.000 con bao phí ship. Tiếp theo là cặp mã số 6. Đó. Tiếp theo là cặp mã số 6 ha cô chú. Cái này nguyên một cụm luôn nha cô chú. Rồi con xin phép đo chiều cao một cây đại diện ha. 16 chiều cao ha. Rồi tổng cái hoành được 17 nha cô chú. Đây, 17 ha. Rồi cặp mã số 6 có giá là 550.000 nha cô chú. Con bao phí ship luôn. Tiếp theo là cặp mà con lên trang cam là cây lẻ nha cô chú. Trang cam cây lẻ ha. Trang cam lá nhỏ nha cô chú.
Những cây bông trang này cô chú về ghép đủ màu chơi cũng rất là đẹp ha. Về mình thích ghép gì đó ghép. Bông trang rất là dễ ghép nha cô chú. Chiều cao là 23 ha. Tổng nguyên cụm này được 28 nha cô chú. 28 ha. Rồi mã số 7 nè, trang cam này con xin giao lưu với cô chú là 500 ngàn, con bao phí ship ha. Rồi tiếp theo là mã số 8, trang cam lá nhỏ nha cô chú. Đó, trang cam lá nhỏ ha. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 22. Tổng tại vị trí được 25 nha cô chú, 25 ha. Đây. 25 ha. Rồi mã số 8 này con xin giao lưu với cô chú là 400 ngàn, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 9 ha. Tiếp theo là mã số 9, trang cam lá nhỏ ha cô chú. Rồi con xin phép đo thông số ha. Cây rất là lắc lưỡng ha. Chiều cao là 27 ha. Cái hoành là được 18 nha cô chú. Đó, 18 ha. Rồi mã số 9 này có giá là 500 ngàn, con bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Ừ. Tiếp theo là mã số 10. Trang cam lá nhỏ nha cô chú. Mã số 10 ha. Những cây cô chú về ghép nhiều màu đẹp lắm ha cô chú. Chiều cao là 18 ha. Tổng cái hoành là 22 nha cô chú. 22 ha. Đó, tại vị trí đó ha. Rồi mã số 10 có giá là 500 ngàn luôn, không bao phí ship ha. Rồi tiếp theo là mã số 11. Tiếp theo là mã số 11 nha cô chú. Rồi con xin phép đo chiều cao ha. Cây rất là già nha cô chú. Chiều cao là 20 ha. Cái hoành là được 17 ha cô chú. Tại trí nè ha, con tính 16 rồi ha. Nhiều khi nó hơi cắn chút xíu. Rồi mã 11 có giá là 450 ngàn nha cô chú, con bao phí ship luôn. Rồi tiếp theo là mã số 12. Cây này nguyên một khối cũ luôn cô chú ơi. Trang cam lá nhỏ nha cô chú. Đó. Cây rất là già cây nha cô chú. Chiều cao là 24 ha. Tổng cái hoành tại vị trí được 24 luôn nha cô chú. 24 luôn ha. Đó. Rồi mã số 12 này con xin giao lưu với cô chú là 600 ngàn, con bao phí ship ha. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 13, cũng là trang cam lá nhỏ ha. Đó. Trang cam lá nhỏ ha cô chú. Cây rất là to ha. Chiều cao là 19 ha. Hoành là được 22 ha. Rồi mã số 13 có giá là 500 ngàn, con bao phí ship ha. Rồi tiếp theo là con lên trang vàng lá nhỏ nha cô chú. Mã số 14. Trang vàng lá nhỏ nha cô chú. Đó, mã số 14 ha. Cây, đám cây này là con đã xử lý cô chú hết rồi ha. Mặt phân đồ hết trơn rồi ha. Chiều cao là 20 ha. Cái hoành tại vị trí được 24 ha cô chú. 24 ha. Tổng cái củ của nó khá là to ha. 30 ha cô chú. Đó, 30 ha. Rồi mã số 14 này con xin giao lưu cô chú là 700 ngàn, con bao phí ship ha. Mã 14, trang vàng lá nhỏ. Tiếp theo là mã số 15. Rất là đẹp ha cô chú. Cây già cây mà to cây lắm nha cô chú. Đó. Rồi con xin phép đo thông số ha. Chiều cao là 24. Tổng cái hoành là được 26 ha. Đây 26 ha. Rồi mã số 15 này có giá là 700 ngàn luôn, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 16. Lô trang vàng này thì con nuôi sẵn hết trơn ha. Về chứ có việc cô chú để ra tược chơi thôi. Đó. Rồi con xin phép đo thông số mã số 16 là 22. Chiều cao. Cái hoành tại vị trí là 24 ha. 24. Rồi mã 16 có giá là 500 ngàn nha cô chú, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 17 ha.
Mã 17 ha, những cây có đế hết nha cô chú. Có đế mà nở cũ lắm. Đó. Rồi, chiều cao là 23 ha. Cái hoành tại trí được 24 nha cô chú. Đây. Rất là nở ha. Rồi, mã số 17 này con xin giao lưu cô chú là 500.000 còn bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 18. Tiếp theo là mã số 18 ha. Cây có đế có đồ hết trơn ha. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 21 ha. Cái hoành tại vị trí được 22 ha cô chú. Đó, 22 ha. Rồi mã số 18 này con xin giao lưu cô chú là 500.000 luôn, còn bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 19. Cây rất là già, rất là đẹp cây ha cô chú. Rồi, con xin phép đó cành bay của em nó là được 22 ha. Cái hoành là 23, 22 luôn ha cô chú, 22 ha. Đó. Rồi, mã số 19 này có giá là 700.000, con bao phí ship ha. 700.000. Tiếp theo là mã số 20. Tiếp theo là mã số 20 ha. Cây nguyên một bệ đế, nguyên một bệ đế luôn cô chú ơi. Chảy đều trơn 24 giờ luôn ha. Chiều cao là 19 ha. Hoành là được 19 luôn ha cô chú. Đó, hoành 19 luôn ha. Cái này nguyên cái bể nó dữ lắm ha cô chú. Rồi mã 20 có giá là 700.000 còn bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 21. Đó, cây rất là nở cây nha cô chú. Cái vàng đế rất là nở ha. Rồi con xin phép đo thông số, chiều cao là được 22. Cái hoành tại vị trí này là được 20 ha cô chú. Ở dưới rất là nở ha cô chú. Xích dưới đây là nó tới 25 ha. Đây. Rất là nở ha. Rồi mã số 21 này có giá là 600.000 con bao phí ship. Tiếp theo là con lên chiếu thủy chung nu mặt khỉ nha cô chú. Chung nu mặt khỉ ha. Đó. Cây thì đế cũ rất là to ha. Hàng này hàng lửa ha cô chú. Hàng con lửa bởi vì cái cũ rất là to ha. Chiều cao là 27 ha. Cái hoành tại vị trí được 26 ha cô chú. Tổng nguyên cái cũ của nó là được 65 ha. Đây. Cũ khá là to ha cô chú. Chung nu mặt khỉ ha cô chú. Rồi mã 22 này có giá là 650.000 còn bao phí ship. Đó. Rồi. Tiếp theo là mã số 23. Đây nè cô chú, nhìn cái mặt khỉ nè, nữa là nó lên cái mặt y gan như con khỉ vậy cô chú ơi. Đây bên đây nè, bên đây coi to hơn nè. Cô chú thấy không? Đó, hai con mắt nè, cái trán nè, cái miệng nè. Đó, cái mũi nè, cái miệng nè. Y gan như con khỉ vậy. Hàng này hàng lửa không nghe cô chú. Rồi, chiều cao là được 28 ha. Cái hoành được 22 nha cô chú. Đó. Cây rất là nở cây ha. Rồi mã số 23 có giá là 600.000 nha cô chú, còn bao phí ship ha. 600.000. Tiếp theo là mã số 24. Cây này nguyên củ đặc luôn nha cô chú. Chung nu mặt khỉ. Mã số 24 ha. Củ quá trời cái củ. Chiều cao là 22. Cái hoành tại vị trí được 36 nha cô chú. Khá là to ha. Tổng cái nồi đế là được 58 nha cô chú. Rồi mã số 24 có giá là 650.000 còn bao phí ship ha. Những hàng này chiến này muốn hết hàng nha cô chú. Con lựa được có ha mười mấy cây à. Đó. Rồi mã số 25. Rồi con xin phép đo chiều cao là được 19 ha. Cái lô này nguyên một đống cây của người ta con lựa được có bao nhiêu. Có hoành là 34 ha. Tại vị trí này nghe cô chú.
tổng cái nồi đế là được 56 ha. Đó. Rồi mã số 25 này con xin giao lưu cô chú là 650.000, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 26. Cây này mới giữ nè cô chú ơi, nguyên bệ dữ lắm luôn. Nó lùng liền luôn. Đó. Mã số 26 ha. Rồi con xin phép đo thông số, chiều cao là được 25 ha. Cái hoành là được 22 tại vị trí này nghe cô chú. Tổng cái nồi đế là được 69 nghe cô chú. Đó. Rất là to ha. Rồi mã số 26 có giá là 750.000, con bao phí ship ha. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 27. Mã 27 ha cô chú. Rồi con xin phép đo thông số, chiều cao là 29. Cái hoành em nó là được 24 ha. Đó, 24. Rồi mã 27 này con xin giao lưu cô chú là 500.000, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 28. Quá trời vàng đế. Cây rất là lùng ha. Cây này về con trừ hao cô chú, về cắt giật lại chơi cây rất là lùng của ha cô chú. Đó, về cô chú cắt giật lại ha. Chiều cao là 31 ha. Cái hoành là 26 ha. Tổng nguyên nồi đế 70 nghe cô chú. Rất là to ha. Rồi mã số 28 có giá là 750.000 luôn, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 29. Đó. Một cây lùng lực. Đó. Mã số 29 ha. Rồi con xin phép đo chiều cao là được 18 chiều cao ha. Tổng nguyên cái cũ tại trí được 35 nghe cô chú. 35 ha, tại trí này ha. Rồi mã 29 có giá là 600.000, con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 30. Mã số 30 nha cô chú. Chiều cao là 22. Cái hoành tại vị trí được 27 nha cô chú. 27 ha. Đây. Rồi mã số 30 này có giá là 550.000, con bao phí ship luôn. Đó, chung nu mặt khỉ nha cô chú, da đen ha. Rồi tiếp theo là mã số 31. Tại vì nhiều cây con quay hay lẹ chút nha cô chú. Cô chú nào mà xem không rõ thì có gì kết bạn Zalo của cháu ha. Cháu chụp hình cháu gửi lại cho chú, cô chú xem lại. Chiều cao là 23. Tổng nguyên cái cũ là được 51 ha. Cây rất là giót ngọn cây luôn ha. Cái hoành là được 19 ha. Rất là giót cây ha cô chú, năng cây lắm. Rồi mã số 31 này con xin Zalo cô chú là 600.000. Con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 32. Đó, nguyên cây nguyên cũ. Mã số 32 ha. Rồi, chiều cao là được 22 ha. Cái hoành được 19 nha cô chú. Tổng nguyên cũ được 68 ha. Cây rất là nở cây ha. Rồi mã số 32 có giá là 600.000, con bao phí ship luôn ha. Tiếp theo là mã số 33. Quá trời cái cũ cô chú ơi, cây này chơi cây bài là đúng bài luôn á. Đúng cây bài luôn nha cô chú. Cành 1, cành 2, cành phong đều có ha. Cành 1, cành 2, cành 3 đều có. Chiều cao là được 19 ha. Tổng cái hoành tại vị trí được 23 nha cô chú. Đây 23 ha. Cái củ rất là to ha cô chú. Củ là được 56 ha. Đó, nguyên cu đặc luôn ha cô chú. Rồi mã 33 có giá là 650.000 nha cô chú. Con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 34. Hàng này hàng con tiễn lựa mà bởi vì được cái củ mà lùng liền khá là đẹp. Đó. Người ta trồng 2-3 công vậy mà con vô con lựa là có mười mấy cây. Rồi chiều cao là được 19 ha.
Cái hoành là được 22 ha cô chú. Tổng cái củ là được 47 ha. Rồi mã 34 có giá là 650.000 con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 35. Xong mã 35 thì con lên Nguyệt Quế Tàng nha cô chú. Chiến này cháu về có được có 5 cây tàng rất là đẹp cô chú ơi. Đó. 5 cây tàng thôi. Đó. Nè, cái mặt như khỉ vậy. Đã không? Chiều cao là được 20 ha. Tại vị trí được 32 nha cô chú. Đây, 32 ha. Rồi mã 35 có giá là 650.000 luôn, còn bao phí ship ha. Rồi tiếp theo rồi con lên Nguyệt Quế Tạng ha cô chú. Rồi tiếp theo thì cháu lên được 5 cây Nguyệt Quế Tạng nha cô chú. Cây này con ứng bầu khá là to ha. Cái cây ứng về là không mất sức cây luôn nha cô chú. Thì con xin nó luôn 5 cây Nguyệt Quế Tạng này cháu bao ship 200 cây số nha cô chú. Đó, cháu được có 5 cây thôi, tàn rất là đẹp luôn, vàng xương, vàng dông. Những cây này cô chú nào mà có biệt thự hay là có mua biếu tặng cho công ty này kia đó, rất là đẹp hết cô chú, bông rất là thơm. Đó. Rồi con xin phép đo chiều cao. Chiều cao là được 1,5 m á cô chú ơi. Hơn 1,5 m, con tính 1,5 m á, tới mặt bầu thôi nghe cô chú. Tán ngang cỡ 2 m đó cô chú ơi. 1,8 m, 2 m đó. Tại vì mấy cái này hảo hảo thôi đó. Cái này con bứng bầu khá là to ha. Cây rất là đẹp ha đó. Rồi con đo thông số đây rồi con nhờ ông anh quay cái anh quay coi vòng lại cho cô chú tham khảo. Hoành là được 39 ha cô chú đó. Khoan để em đo tán ngang cái đường kính bầu là được 60 ha cô chú, 61 ha đó. Rồi con quay vòng cái dàn xương cô chú tham khảo ha. Đó. Thì 5 cây này thì con xin giao lưu cô chú là 200 cây số ha. Con bao ship được 200 cây thôi. Tại cây này đi xa rất là nặng phí ha cô chú. Cô chú nào mà có mua số lượng nhiều thì cháu vẫn có ha. Rồi số lượng nhiều thì cháu bớt cho chút đỉnh ha. Cây này cô chú về vô biệt thự không là chọn tặng cho bạn bè hay là bên công ty này kia để rất là đẹp ha. Này là bông quanh năm nghe cô chú. Rồi cây mã số 3 mấy rồi? 36. Dạ cái này 36 không? Dạ mã 36 này con xin giao lưu với cô chú là 8 triệu đồng. Con bao 200 cây số ha. Rất là nặng nghe cô chú. Những hàng này thì cháu đi xe tải không nghe cô chú. Rất nặng cô chú ơi. Rồi tiếp đây. Tiếp tục thì cháu lên một cây thứ hai Nguyệt Quế Tàng nha cô chú. Nè. Cây rất là nặng. Bông hình như là sum xê luôn cô chú ơi. Đó. Cây rất là nặng nha cô chú. Đứng trong để quay đi vậy. rồi được rồi. Rồi dĩnh nha, dĩnh cho mẹ em cái em đợi chiều cao cái. Cái chiều cao này con hao hạo thôi nghe cô chú, tầm khoảng chừng 1,8 m, 1,9 m đó cô chú ơi. Cái này hạo thôi. Cái tán ngang thì chắc nó cỡ 2 m, 2 m mấy á. Cái tán ngang á cô chú. Dạ đúng rồi. Cái vàng xương thì rất là đều luôn. Đó. Rồi con xin phép đo. Những cây về cô chú mà thích chơi tàn chơi, không chơi bonsai vẫn đẹp ha. 44 tại vị trí này nghe cô chú. Đó. Cái đường kính ha, con hảo đường kính luôn ha. Đường kính là 65 ha. Đường kính 65 nghe cô chú. Đó. Đó, vàng xương vàng tàn đồ rất là đẹp luôn.
lâu lâu mới săn được lô gì rất là ít có hả cô chú. Dạ dày lắm, cây nào cũng như cây nấy. Rồi mã số 37 này con xin giao lưu cô chú là 8.700.000 nha cô chú. 8.700.000 ha. Rồi con dẫn bao ship 200 cây số cho cô chú ha. Rồi con xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp theo là con lên mã 38 nha cô chú. Nguyệt Quế Tàn. Những cây rất là nặng cô chú ơi. Cái cây này 100 mấy ký không à, không có cây nào dưới vậy. Lâu lâu mới săn được lô Nguyệt Quế Tàn vậy ha. Cây không xuống lá cô chú, con bứng cái bầu rất là to ha. Để 2 ngày rồi mà cây bình thường ha. Rồi con xin phép đo thông số. Nên lại dịnh cái để ngã cái mất công. Ừ. Rồi chiều cao 1,5 m nha cô chú, tới mặt bầu ha. Tán ngang nó cỡ 1,7 m, 1,8 m cô chú ơi. Rồi con đo hoành ha. Hoành là 43 nha cô chú. 43 hoành ha. Rồi xây. Xây đá vòng cho cô chú xem luôn. Từ từ anh luôn, từ từ anh tăng. Rồi xong quay xương cành. Xương cành thì dày đặc lắm. Những cây này về cô chú không thích chơi tàn, cắt bonsai lại vẫn đẹp ha. Giót ngọn búp măng không ha. Rồi cây mã số 38 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 7.600.000 ha. 7.600.000 nha cô chú. Mã số 38 ha. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 39 nha cô chú. Đó. Mã số 39 ha. Cây tàn xương dày đặc ha cô chú. Tàn tròn vo luôn ha. Cây rất là khỏe ha, bứng bầu to. Cây khỏe lắm. Cây 2 ngày rồi mà không xuống lá nha cô chú. Chiều cao nó tầm khoảng chừng 1,5 m đó cô chú ơi. Chiều cao nó 1,5 m. Tán ngang nó khoảng chừng 2 m, 2 m đó. 1,7 m, 1,8 m, 2 m quá. 2 m cô chú ơi, tán ngang. Vàng xương gì đặt ha. Rồi, con xin phép đo cái hoành. Cái hoành tại vị trí này được 46 nha cô chú. 46 hoành ha. Đường kính bầu là được 60. Dướng gì? Nó dướng bằng dây dụ dưới đây nè. Rồi xoay ngược lại. Rồi mã 39 này con xin giao lưu cô chú là 8 triệu đồng ha. Con bao phí ship nha cô chú. Giản là 200 cây số ha. 8 triệu đồng. Những cây này cô chú về cứ lấy một cặp về rất là đẹp luôn. Rồi con xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 40.
cũng là một phôi, một cây tàn nguyệt quế nha cô chú. Lá sắn bông chùm ha. Kinh nặng quá giờ nói chuyện hết lên thôi à. Kìa thức dây rồi. Chiều cao nó 1,5 m cô chú ơi. Dạ. Cái tán ngang cỡ 2m2 á. Dạ 2m2 vậy á. Rồi còn đâu hoành thẳng cô chú tham khảo từ từ. Tại vị trí được 45 nghe cô chú. Đó. Vàng xương khá là dày ha. Dạ. Dạ cây mã số 40 là con xin giao lưu cô chú là 8.700.000, con bao phí ship 200 cây số ha. Rồi, ví dụ như cô chú nào có xa thì thương lượng với cháu với cái phí ship ha. Tại phí ship những cây nặng lắm cô chú ơi. Mấy cây này phí ship chắc cũng cỡ 2 triệu. 2 triệu, 2 triệu hơn. Quay từ từ ra, quay từ từ. Rồi thì cuối clip thì con xin chúc các cô, các chú, các bác được dồi dào sức khỏe nha. Thì có xem kênh nhớ ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho bãi kiển, con chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Phát Đạt để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.